Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 27 tháng 12, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Đắk Nông họp báo cung cấp thông tin về phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đối thoại với nông dân, hợp tác xã. Tín dụng chính sách năm 2022 tăng trưởng 15%. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu kết luận tại buổi họp báo vào sáng ngày 27 tháng 12, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười trân trọng các ý kiến, câu hỏi của các phóng viên, đồng thời mong muốn các phóng viên chia sẻ những khó khăn của tỉnh Đắk Nông. nay tỉnh, tỉnh chúng ta thì đang tập trung quyết liệt trên các mặt công tác. Đó thì có những mặt rất tích cực. Thì trong đó cũng có những cái tồn tại thiếu sót thì rất mong phóng viên báo chí tập trung phát huy những cái tích cực của tỉnh đó là nguồn động viên rất lớn cho chúng tôi trong quá trình tiếp bước cho những thời gian tới. Bây giờ chúng tôi sẽ nhìn nhận lại mình những cái gì chưa được trong năm 2022, chúng tôi sẽ khắc phục mà khắc phục bằng những mệnh lệnh chỉ đạo rất quyết liệt. Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ báo chí trung ương và địa phương đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công công tác cán bộ đối với ngành y tế, công tác tổ chức thi chuyên viên chính, công tác quản lý thị trường, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết. Chiều nay, 27 tháng 12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông diễn ra hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với nông dân, hợp tác xã. Hội nghị đã lấy ý kiến sâu rộng trong các cấp hội, hội viên, nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã, các doanh nghiệp và đã có hơn 300 câu hỏi đề xuất, kiến nghị. Hội nghị tập trung vào 6 nhóm vấn đề bao gồm vốn, tín dụng, kỹ thuật, công nghệ, tổ chức, quản trị trong sản xuất và chế biến, hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ, quy hoạch và hạ tầng sản xuất, quản lý nhà nước và thực thi chính sách, nghề nghiệp, lao động và việc làm. Tại hội nghị, các ý kiến của nông dân và các hợp tác xã đã được chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn 10, đại diện các sở, ngành, cơ quan trả lời thỏa đáng trên cơ sở các ý kiến tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu để đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hợp tác xã trong thời gian tới. Ngày 26 tháng 12, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tình hình thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trong năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đạt nhiều kết quả Tổng dư nợ tín dụng chính sách toàn tỉnh đạt 3.646 tỷ đồng, tăng 478 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, tương đương mức tăng trưởng 15%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Trong đó, riêng dư nợ cho vay các chương trình theo nghị quyết số 11 của chính phủ đạt trên 205 tỷ đồng. Đến nay, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân 5 trên 5 chương trình tín dụng. Toàn tỉnh có 68.841 hộ vay còn dư nợ, chiếm 42% số hộ dân toàn tỉnh hơn 1.580 tổ tiết kiệm và vay vốn ở các thôn, bon, buôn hoạt động hiệu quả. Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết Công tác Thuế năm 2022 tổ chức vào chiều nay, 27 tháng 12, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Chiến nhấn mạnh, trong năm 2023, dự báo kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn, ngành thuế cần chủ động trong các biện pháp phân kỳ, nuôi dưỡng nguồn thu để tăng thu thuế, phí, lệ phí. Toàn ngành đẩy mạnh, ra soát, nghiên cứu các chính sách hỗ trợ giúp người nộp thuế vượt qua khó khăn, ổn định trong sản xuất, kinh doanh. Trong năm 2022, tình hình thực hiện thuế, phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.475 tỷ đồng. Trong đó, riêng thuế, phí, lệ phí ngành thuế quản lý thực hiện được 2.545 tỷ đồng, đạt 130,2% dự toán trung ương, bằng 121,2% dự toán địa phương, tăng 11,8% so với năm 2021. Ngày 26 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông tổ chức hội thảo giải pháp tập hợp phụ nữ, phát triển và quản lý hội viên trên địa bàn. Hội thảo có sự tham dự của gần 90 đại biểu là thường trực tỉnh hội, hội liên hiệp phụ nữ 8 huyện, thành phố, chủ tịch hội phụ nữ 71 xã, phường, thị trấn. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp, sáng kiến để nâng cao chất lượng hoạt động hội cơ sở, tập hợp phụ nữ, phát triển và quản lý hội viên phụ nữ tại tỉnh Đắk Nông đến đây thời lượng dành cho chương trình đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại